Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thảo luận cùng các chuyên gia. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành du lịch. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị chuyên gia của chúng ta, đó là anh Việt Hồ, CEO của Teleop, và anh Đức Nguyễn, founder và CEO của HKT ạ. Và để có thể giới thiệu đến các quý vị thì xin quý vị chúng ta hãy lắng nghe phần giới thiệu về các chuyên gia của chúng ta nhé. Tiến sĩ Hồ Trọng Việt là người sáng lập và là CEO của Teleop, một nhà tư vấn AI tiên phong tại Việt Nam. Teleop cung cấp các giải pháp tối ưu hóa về chi phí, lợi nhuận và các năng suất bằng cách áp dụng các kỹ thuật AI trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, tối ưu hóa, máy học và thị giác máy tính. Anh rất giàu kinh nghiệm trong việc cung cấp giải pháp cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam và anh mong muốn chia sẻ những thách thức và lợi thế của thị trường AI tại Việt Nam này. Anh cùng với các đồng sáng lập khác tại Teleop đã tạo ra một xu hướng giải quyết các vấn đề tối ưu hóa cho doanh nghiệp bởi các chuyên gia Việt Nam. Và người thứ hai là anh Đức Nguyễn. Anh Đức Nguyễn là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của HKT, một trong những công ty tiên phong về công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, nhận được tài trợ từ Facebook, Google và Microsoft. Anh cũng là nhà đồng sáng lập của Sumi, trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo được hơn 10 triệu thế hệ Z đang sử dụng. Và bây giờ đây xin mời hai anh cùng tiến lên sân khấu để tiến với phần thảo luận cùng chuyên gia. Xin mời hai anh ạ. Xin chào quý vị, tôi rất hân hạnh hôm nay được đến đây làm moderator cho cái panel về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch này. Thì ở đây chúng ta có anh Đức Nguyễn, anh Đức là người Đà Nẵng và anh làm sản phẩm trí tuệ nhân tạo chatbot ứng dụng được cho toàn cầu, hơn thế nữa là anh còn làm được một cái việc theo tôi rất tốt là đóng góp cho chính quê hương của anh ở Đà Nẵng, ứng dụng được trong sản phẩm trong chính quyền thành phố Đà Nẵng sử dụng. Theo tôi đấy, đó là một cái nỗ lực rất lớn của anh bỏ ra, tại vì là làm việc với thành phố Đà Nẵng với những cái sở du lịch trực tiếp ở Việt Nam thì sẽ tốn rất nhiều công thức sức để support, hỗ trợ và triển khai. Thì trước tiên thì xin được mời anh Đức giới thiệu về các cái sản phẩm về trí tuệ nhân tạo do HKT cung cấp ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đức, thì hiện tại Đức là đồng sáng lập và phụ trách về điều hành của HKT. Thì bên Đức thì phát triển chuyên về trí tuệ nhân tạo, nhưng mà phân mảng của trí tuệ nhân tạo bên Đức là thuần về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thì tụi Đức có cung cấp các giải pháp về các hệ thống trả lời tự động cho các hệ thống về các giải pháp về du lịch, hành chính công, y tế và thuế. Thì ngoài ra thì tụi Đức hiện tại còn có một nền tảng là MakeNow, một nền tảng để hỗ trợ doanh nghiệp có thể tự tạo các hệ thống trả lời tự động cho hỗ trợ về chăm sóc khách hàng và tham gia vào các mô hình kinh doanh của mình. Thì cũng thật là may mắn khi mà mình được ở mảnh đất Đà Nẵng và được các cấp chính quyền ở Đà Nẵng tạo điều kiện để mình có thể mang những cái giải pháp công nghệ để tham gia vào các hệ sinh thái về du lịch thông minh của thành phố và góp phần cho thành phố tốt hơn. Cảm ơn anh Đức. Câu hỏi thứ hai thì được đặt cho anh là anh như anh đã giới thiệu thì anh có tương đối nhiều sản phẩm về chatbot có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thì anh có thể giải thích thêm được là trí tuệ nhân tạo nó đóng góp vào ứng dụng trong du lịch cụ thể như thế nào? Tức là các cái đóng góp mà trí tuệ nhân tạo đem lại trong du lịch là như thế nào? Thì thực ra nếu mà để mọi người dễ hình dung của trí tuệ nhân tạo ấy, thì cơ bản đó là sử dụng các thuật toán để mô phỏng lại con người thôi. Thì có hai cái mà hiện tại người ta mô phỏng con người tốt nhất hiện tại là mô phỏng về mắt của con người. Thì người ta gọi đó cái công nghệ technology đó là computer vision. Cái mô phỏng thứ hai ấy, là thuần về mô phỏng về ngôn ngữ con người, thì người ta cái này gọi là xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thì nếu như mọi người được biết ấy, thì con người thì người ta nói rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau, như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, thì máy tính nó cũng sử dụng rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thì các giải pháp của bên mình ấy, thì lại tham gia vào cái việc ấy, là để cho cái máy móc có thể hiểu được ngôn ngữ con người và trả lời lại. Thì từ đó mình có thể nói ra
về cái thị trường mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong du lịch ấy, thì có rất là nhiều. Thứ nhất ấy, là về computer vision, thì người ta có thể ứng dụng các ứng dụng về cái việc là để máy móc có thể nhìn được những cái máy móc có thể là ví dụ như là về các điểm tự du lịch, thì người ta sẽ dùng computer vision để người ta có thể hiểu được các hành vi của các khách du lịch, hoặc là tìm kiếm một khách du lịch nào đó mất tích, hoặc là bất cứ việc gì mà có thể liên quan tới computer vision có thể làm được. Còn về phía về NLP thì nó có thể tham gia vào các hệ thống trả lời tự động. Ví dụ như ấy, thì cái đợt mà cái công nghệ mà tụi Đức ứng dụng vào thì nó gọi là chatbot, thì đây là các hệ thống mà nó có thể trả lời tự động được, trả lời tự động là cho các du khách. Ví dụ như là các du khách mà tới thành phố Đà Nẵng ấy, thì người ta sẽ có rất là nhiều du khách mà nói rất là nhiều tiếng khác nhau, thì thay vì mình thuê một cái người mà có thể biết 5-6 thứ tiếng thì rất là khó. Nhưng mà các chatbot thì với cái công nghệ của mình thì nó có thể giải quyết được bài toán đó, thì nó có thể trả lời được rất là nhiều những cái ngôn ngữ khác nhau. Cái thứ hai ấy, là mình không nắm được cái dữ liệu khách quốc tế. Bởi vì sao? Vì khi du khách quốc tế mà tới Việt Nam ấy, thì giống như mình đi nước ngoài thôi, thì tới đây mình sẽ mua cái sim rác để mình sử dụng, thì không thể nào mình biết được là cái du khách đó làm sao để thu thập được dữ liệu đó cả. Thì thông qua các hệ thống mà chatbot mình bỏ lên trên các nền tảng tin nhắn như là Messenger hoặc là Zalo hoặc là những nền tảng tin nhắn khác ấy, thì qua đó thì nó sẽ thu thập được cái dữ liệu của người dùng, và mình có thể sử dụng cái việc đó để remarketing lại cho khách hàng. Đó là nó thuần về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Phần thứ ba mà mình thấy là khi mà mình đã có dữ liệu được từ người dùng rồi ấy, thì mình bắt đầu sử dụng tiếp các thuật toán của trí tuệ nhân tạo để mình có thể là phân tích các dữ liệu đó ra, là những cái dữ liệu nào, ví dụ như là các du khách đó, các điểm đến của du khách đó trong một cái hành trình tương tác với bot là nó sẽ như thế nào, các câu hỏi nào được người du khách ấy, người ta hỏi nhiều nhất. Thì thông qua đó là mình sẽ ưu tiên suggest người dân, nó tự tạo thành một cái lịch trình tự động thông qua AI. Ngoài ra các về dữ liệu của trí tuệ nhân tạo có thể phân tích được thông qua bản rất to ấy, thì nó còn giúp cho việc mà hoạch định về chính sách du lịch, cũng như là các quyết định của sở du lịch. Vậy mình có thể là gửi các báo cáo lên cho các lãnh đạo, có thể là tham khảo các báo cáo đó để có thể tạo những cái chính sách tốt hơn cho các khu vực hay là sự kiện mà người ta có thể sử dụng vào. Thì đó là những cái mặt mà mình thấy là cái việc mà AI nó mang lại giá trị thiết thực trong lĩnh vực du lịch hiện tại mà mình có thể nắm được. Cảm ơn anh rất hữu ích ạ. Tôi giống như tôi đã ban đầu thì tôi rất khâm phục công ty của anh, tại vì là ngoài cái mảng về kinh doanh, các anh cung cấp giải pháp cho các công ty, các doanh nghiệp trực tiếp, hoặc là những cái khách hàng lớn trên thế giới như bắt đầu bằng Sky, thì bên anh còn tham gia vào rất nhiều những cái dự án nó mang tính xã hội nhiều hơn, ví dụ như là có gần mới đây là UNDP rồi cho các chính quyền Đà Nẵng. Thì tôi muốn hỏi là với những cái dự án xã hội, dự án mang nhiều tính xã hội hơn là lợi nhuận như vậy, ví dụ như với khi các anh làm việc với chính quyền Đà Nẵng, với sở du lịch, thì các anh có những cái thuận lợi và khó khăn gì? Thực ra thì cũng là may mắn ấy, là chính quyền Đà Nẵng là một trong những chính quyền mà người ta gọi là cái tư duy của các lãnh đạo ấy, thì rất là thoải mái, và người ta cũng nắm về các tình công nghệ rất là nhiều. Thì anh xin phép là anh Bình ở đây, là anh Bình là phó giám đốc sở du lịch thành phố Đà Nẵng. Thì lúc trước thì Đức đã bên Đức ấy, thì làm việc trực tiếp với lại ủy ban, sau đó thì giới thiệu trực tiếp xuống sở. Thì ví dụ như mà khi làm việc trực tiếp với lại sở du lịch ấy, thì có anh Bình là đã hỗ trợ rất là nhiều từ các mặt về hỗ trợ về mặt chính sách, cũng như là hỗ trợ về mặt là góp ý kiến, hoặc là tất cả những cái gì mà liên quan tới du lịch ấy, thì được các lãnh đạo ở đây hỗ trợ rất là nhiều và rất là nhanh, gọi là nhanh ấy. Thì thực ra thì chưa nói tới cái cơ duyên là như thế nào, nhưng mà thực ra là mình rất là may mắn khi mà tham gia vào được ứng dụng AI vào trong cái lĩnh vực du lịch. Thì thực ra thì năm 2017 là có một sự kiện là sự kiện APEC. Thì lúc đó thì thành phố muốn quảng bá về một thành phố thông minh và một thành phố khởi nghiệp. Thì sau khi mà mình họp với lại lãnh đạo thành phố ấy, thì sau khi lúc đó là họp với lãnh đạo thành phố xong ấy, thì HeyCake được chọn để tham gia vào một dự án ấy, là ứng dụng AI và chatbot vào chính quyền điện tử. Nhưng mà những cái ngành khác ấy, thì rất là khó để được ứng dụng, bởi vì nó mang tính chất là về bảo mật hơn. Thì trước đó cái ngành du lịch là được chọn, bởi vì du lịch cũng chính là một trong những ngành tiên phong của thành phố Đà Nẵng. Thì nhờ may mắn cái thời gian đó, là thứ nhất là may mắn là áp lực của thời gian mà tới APEC trước đó chỉ còn có 2 tháng ấy, nên là mọi người cũng được bắt đầu làm nó thật là nhanh hơn và nó một cách gọi là nó trơn tru hơn ấy. Thì khi mà bắt đầu làm ấy, thì mình nhớ có một cái câu chuyện ấy, là
đầu tiên khi mà mình triển khai về, sau khi mình triển khai ý tưởng ấy rồi bắt đầu bây giờ mà làm đúng không? Thì thứ nhất là cái việc mà đồng bộ hóa dữ liệu là như thế nào. Thực ra thì về phía sở du lịch hoặc là người ta đã build những cái hệ thống dữ liệu sẵn rồi, bây giờ là cái nhiệm vụ của mình là phải tối ưu lại thành một cái chuẩn đồng bộ hóa để có thể sử dụng theo cái chuẩn của thành phố luôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về các chuyên gia, là bên mình chỉ là công ty về thuần về công nghệ thôi, bên mình chỉ cung cấp một cái giải pháp là biến một cái ngôn ngữ của người thành một ngôn ngữ của máy để máy hiểu, và chỉ ngôn ngữ của máy thành người thôi để nó trả lời lại thôi. Còn cái về cái chuyên gia về du lịch ấy, thì hay cách không nắm về vấn đề đó, hay cách là bạch nơ về công nghệ, thì suy ra là có hợp tác với lại trung tâm xúc tiến và trung tâm hỗ trợ du khách của sở du lịch thành phố Đà Nẵng, thì ở đó có các bạn ấy là chuyên gia về chăm sóc khách hàng có kinh nghiệm từ 3 năm tới 5 năm, thì các bạn đã hiểu hết cái là một du khách tới Đà Nẵng người ta sẽ hỏi cái câu gì, các du khách Hàn Quốc nó sẽ hỏi câu gì, các du khách Mỹ nó sẽ hỏi câu gì, thì qua đó nhờ cái trí tuệ của con người ấy, mà thông qua một cái nền tảng để cho con người có thể vào dạy cho chất tốt ở giai đoạn ban đầu ấy, thì nhờ những yếu tố đó mà chất tốt nó có được một cái cơ sở dữ liệu của gọi là cơ sở dữ liệu của những cái chuyên gia về hỗ trợ khách hàng ấy mà tốt nhất tại Đà Nẵng, thì nó cũng tạo ra một cái thuận lợi. Ngoài thuận lợi về chính sách, thuận lợi về các việc hợp tác giữa chính quyền và hợp tác giữa chính quyền với lại công ty, thì mình còn một cái thuận lợi nữa ấy, là thuận lợi từ chính người dân Đà Nẵng. Thì cái năm thực ra thì mình cũng tiếp xúc với nhiều cái thực ra mình cũng tiếp xúc với nhiều thành phố ấy, thì mình thấy người dân thành phố ấy, khi mà có bất cứ ứng dụng nào mà nó liên quan tới thành phố Đà Nẵng ấy, thì mình thấy là người dân vào sử dụng rất là nhiều và người ta ủng hộ cái việc đó. Thì ba cái yếu tố này nó giúp cho cái dự án về chatbot Đà Nẵng Hosted từ khi lô tới bây giờ ấy, nó cung cấp được rất là nhiều, nó đem lại rất là nhiều giá trị cho chính những cái người dân và chính những du khách. Sau khi mà chatbot có một lượng và người dùng ấy, thì bắt đầu mình phát triển được một cái tầng thứ hai, tức là mình tham gia vào hỗ trợ các kết nối các nhà hàng, chủ khách sạn, các đơn vị trung lập về du lịch kết nối vào trong cái hệ thống chatbot tổng của du lịch thành phố Đà Nẵng. Ví dụ như mọi người cứ nghĩ là khi có một người tới, ví dụ bây giờ mọi người tới sân bay thành phố Đà Nẵng thì mọi người thấy cái biểu tượng chatbot Đà Nẵng Hosted ấy, thì mọi người thử quét. Sau khi gặp tương tác với chatbot Đà Nẵng Hosted thì bắt đầu nó sẽ hỏi là khách sạn nào bạn muốn ở theo kiểu. Thì sau khi bạn tương tác tiếp với một khách sạn nữa ấy, thì cái dữ liệu đó là dữ liệu của khách sạn, chính khách sạn đó luôn. Người ta tự build combo riêng họ và người ta kết nối vào trong cái combo của Đà Nẵng Hosted. Thì từ đó nó tạo ra một cái mạng lưới ấy, là mạng lưới tất cả các doanh nghiệp nó zone vào ấy, thì cái dữ liệu thì nó sẽ đảm bảo hơn và nó mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho những người khách du lịch, và cũng như là những cái giá trị về truyền thông cũng như giá trị về customer service dành cho các doanh nghiệp tại thành phố. Vâng, thực ra khi mà anh nói là may mắn thì tôi cũng không đồng ý lắm đâu, tại vì may mắn thì gần như là cái cơ hội thì nó có nhiều lắm, nhưng mà tận dụng được cơ hội hay không thì nó là đòi hỏi cả một cái sự nỗ lực lớn. Tại vì là bản thân tôi cũng có một cái sản phẩm về du lịch, chúng tôi làm với một sở du lịch, nhưng mà chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề về việc sử dụng dữ liệu và dữ liệu đầu vào cho cái sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Thì thực ra không chỉ trong du lịch mà trong tất cả các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo thì dữ liệu nó luôn là một cái vấn đề nhức nhối. Thì không biết là bên anh khi làm việc với thành phố Đà Nẵng, bên anh có gặp những cái vấn đề về dữ liệu như thế nào, và bên anh xử lý những cái vấn đề về nhức nhối về dữ liệu đó ra sao để có thể tạo ra được một sản phẩm thực sự tốt về trí tuệ nhân tạo cho du lịch ạ? Thực ra thì về vấn đề về dữ liệu ấy, thì ban đầu thì thực ra thì bên sở người ta đã có kế hoạch, người ta đã làm dữ liệu từ trước đó rồi, người ta đã build những cái giữ cái tri thức về giữ cái hệ tri thức về cái chăm sóc khách hàng của người ta ấy, là toàn bộ mình làm việc với trung tâm hỗ trợ du lịch thì mình thấy ấy, thì toàn bộ các trung tâm du lịch người ta đã viết lại tất cả các câu nói về chăm sóc khách hàng của người ta lại, người ta chỉ gõ là người ta sẽ ra đó luôn, bởi vì người ta làm việc đó để người ta có thể dạy được cái nhóm mà nhân sự tiếp theo vào ấy, thì mình thấy cái điều đó rất là tốt. Ví dụ như là người ta cũng nốt những cái title, ví dụ như khách Hàn Quốc người ta sẽ hỏi những cái câu gì, ví dụ như là khách Hàn Quốc thì người ta sẽ hỏi là mua sim card ở đâu, hay là người ta hay cái phần nào của sim card ấy, các kiểu ấy, thì nó sẽ list ra những cái hỏi gọi là những cái 10 câu hỏi nhiều nhất. Thì đó, thì đầu tiên thì cái hệ thống này ấy, thì mình thấy là ban đầu thì người ta chỉ là gõ vào nó ra thôi, chứ nó chưa có thể là tương tác trực tiếp được bằng giọng nói, bằng message vào trực tiếp được.
thì khi mà mình tiếp xúc vào cái cơ sở dữ liệu đó thì bên nào bắt đầu phải build lại cái hệ thống về dữ liệu để cho nó phù hợp với lại trí tuệ nhân tạo. Thì đó là điều chắc chắn, vì những cái dữ liệu thô ấy, thì khi mà kết nối vào thì thứ nhất là nó sẽ rất là khó, thứ hai là nó sẽ không đảm bảo được cái quá trình mà sau này mình phát triển hơn nữa. Thì cũng may là những cái bạn mà nhân sự của sở du lịch cũng như là trung tâm hỗ trợ du khách ấy, thì các bạn đó cũng tham gia rất là nhiệt tình vào cái việc là phát triển cũng như là edit lại dữ liệu giúp PK. Thì thực ra thì bên mình cũng chỉ là một cái giải pháp về công nghệ, về nhận diện cái ngôn ngữ thôi, còn về cái cơ sở dữ liệu mà chuẩn ấy thì buộc là phải thông qua trung tâm xúc tiến và trung tâm hỗ trợ du khách của sở du lịch, vì đó là những cái người mà có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng kỹ nhất. Mình vẫn nhắc lại gì đó, thì mình sẽ cầm, sau khi mọi người làm hết dữ liệu rồi thì mọi người chuyển vào, mình gây vào trong nền tảng của Hecate. Là nhiệm vụ của Hecate là nhận diện được cái ngôn ngữ đó và cho máy nó hiểu và chuyển từ một cái mà kiếm một cái gì đó của máy để trả lại cho người dùng. Ví dụ người dùng hỏi là các nhà vệ sinh công cộng ở đây là ở nơi nào, thì con bot nhiệm vụ nó sẽ truy quét vào cái API đó, nó sẽ quét toàn bộ cái khu vực đó, những cái nhà vệ sinh công cộng nào mà nó gần đó nhất ấy, nó sẽ xuất hiện cho người dùng. Thì cái nhiệm vụ của mình ấy là từ cái dữ liệu của sở du lịch mà dữ liệu chuẩn rồi, thì tụi mình sẽ build những cái API mà nó có thể sử dụng AI thì nó tự hiểu được cái câu lệnh đó và nó tự quét được để nó chuyển lại cho người dùng. Vâng, cảm ơn anh. Nói chung là trách nhiệm của bên sở du lịch Đà Nẵng, họ sẽ trách nhiệm nên làm thế tạo ra được những sản phẩm thực sự là tốt. Tôi thì chưa tìm hiểu con số thống kê cụ thể về số lượng các cái công ty hay là startup du lịch hiện tại ở Việt Nam, nhưng mà tôi thấy là cái số lượng đó thực sự là nó ngày càng nhiều và có lẽ thuộc lại nhiều nhất về các cái xu hướng startup hiện tại. Thì tôi không hiểu là với cái số lượng startup đã và đang hoạt động hiện tại như thế vậy thì là Hecate ở Đà Nẵng nói riêng và ở Việt Nam nói chung, bên anh có chịu nhiều sức ép về cạnh tranh không ạ? Thực ra thì để mình nói thì công ty Hecate thì nó thuần là công ty công nghệ hơn, nên là mình không bị bức tranh tổng quát về cạnh tranh trong mảng du lịch, mà về công nghệ thì thông thường thì nó sẽ làm cùng nhau, nên là mình giải thích một chút chỗ đó. Ví dụ như về lĩnh vực du lịch ấy, thì mình chỉ là một cái phần cung cấp về một phần về giải pháp về chuyển đổi giọng nói, cung cấp giải pháp về chuyển đổi cái việc mà tự động hóa cái việc mà giao tiếp giữa người với người sang người và máy thôi. Còn tại cơ bản ấy, thì bên mình tham gia vào cái hệ sinh thái đó thì bên mình không nhận thấy đó là sự cạnh tranh, mà mình nhận thấy đó là cái sự mà mình cần tìm kiếm những cái đối tác khác, những cái mảnh ghép khác để tạo thành một cái hệ sinh thái thật là tốt cho du lịch. Đó là cái mình muốn có, có nghĩa là dựa trên những cái công nghệ của mình đang phát triển cộng với những công nghệ khác, ví dụ như là những công nghệ khác về du lịch chẳng hạn, thì mình sẽ tạo thành một cái hệ sinh thái về các công nghệ xung quanh hệ du lịch đó để giúp cho du lịch nó càng ngày càng tốt hơn. Thứ nhất ấy, là những cái trải nghiệm của chính những người khách du lịch ấy thì sẽ tốt hơn, bởi vì mình cũng là một khách du lịch thì mình vẫn luôn muốn cái điều đó. Còn đó là ý kiến mình nói về cái việc mà cạnh tranh về mạng AI và du lịch. Cái thứ hai là về cạnh tranh trực tiếp trong cái lĩnh vực mình về công nghệ AI thì mình nghĩ là không, bởi vì là nếu chung một cái cạnh tranh về lĩnh vực công nghệ thì sẽ rất là khó. Mà hiện tại cái xu hướng hiện tại, ngay cả bên Hecate hiện tại đang hợp tác với lại VinAI, FPT AI để cùng làm một điều thôi, là xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Cái câu chuyện mà xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Anh ấy, thì nó rất là dễ, mà nó cũng ngốn rất là nhiều tiền rồi. Thì nó bao gồm cả là Google làm bao nhiêu năm hoặc là Facebook nó làm bao nhiêu năm. Còn tiếng Việt mình thì ngay cả những cái thằng lớn như là Google, Facebook nó chả thèm quan tâm, nó cũng chả thèm làm. Thị trường nhỏ quá, mà tiếng Việt nó lại khó nữa, khó cực kỳ. Tiếng Anh thì không có dấu cái gì hết, tiếng Việt thì dấu sắc, dấu nạn, dấu ngã. Rồi cộng thêm một cái nữa là hai từ. Ví dụ là tiếng Anh thì happy thôi, mà tiếng mình Việt là hạnh phúc, nên là họ không đụng vào nữa. Mà cái market size cũng rất là nhỏ, mình làm thì cũng không nổi, mà ông nào làm cũng không nổi hết. Nên là người ta mới, đợt trước là mình có tham gia vào một cái liên minh về AI ấy, thì một số cái công ty mà thùng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên ấy, sẽ kết hợp với nhau và cùng share dữ liệu với nhau để cùng làm và cùng share, thì như thế mới đi được. Nên là mình cũng không thấy cái việc mà cạnh tranh ở công nghệ ở đây. Còn đó là những cái mà mình đang thấy. Các có câu này của anh Đức thì chắc là sau buổi này tôi sẽ ngồi với anh xem là chúng ta có thể làm được gì, kết hợp được gì với nhau hay không. Tại vì là xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì bên tôi cũng làm nhiều, nhưng mà tôi lại làm một số những cái thứ liên quan đến OCR cũng cho tiếng Việt, tức là để nhận dạng chữ tiếng Việt, chữ viết tay chẳng hạn, và dựa trên cơ sở là design form. Rồi là tôi cũng có làm một cái platform về chip learner
tôi nghĩ là có thể kết hợp với chatbot bên anh tương đối tốt. Thì cũng nói luôn đến nhân câu chuyện anh nói đến chuyện là có thể kết hợp với nhau, thì tôi hỏi một câu hơi ngoài lề một chút. Tại thủ tướng thì hay nói là muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Thì tôi thì không, anh có nhắc đến một cái liên minh về AI đó thì tôi là không hiểu, là tôi thì vẫn thấy một cái vấn đề thường thấy ở trên thị trường Việt Nam là các công ty lớn thì người ta có thể kết hợp với nhau tương đối tốt, nhưng mà các startup ở Việt Nam thì lại rất khó đi cùng nhau. Gần như là tôi ít thấy hai công ty nào mà đi được cùng nhau lắm. Thì theo anh là lý do đó, tại sao anh có thể chia sẻ qua cái việc là trong cái liên minh về AI mà anh vừa đề cập đến? Mình thì mình nghĩ như thế này, thì có hai cái startup thì cũng có phân ra làm, nó là hai cái. Thứ nhất về nếu mà khía cạnh về business ấy, người ta với cái tôi gì mindset về business ấy, người ta rất là khó có thể đi chung với nhau được. Anh với tôi cùng làm một cái, anh với tôi cùng chung một khách hàng, anh với tôi cùng kiếm tiền từ người đó, rất là khó cạnh tranh. Nhưng mà cái mindset của anh mình hiện tại là tư duy theo cái người làm công nghệ. Vì bản thân của Đức và hai co-founder còn lại thì đều xuất phát từ công nghệ cả. Nên cái mindset hiện tại, ví dụ những cái mà suy nghĩ của chúng mình mà làm hợp tác là quan trọng ấy, là làm sao để cùng nhau làm được, kiếm ra một cái solution, một cái giải pháp ấy, để giải quyết được cái vấn đề đó. Thì trên cái tư tưởng đó thì mình sẽ dễ hợp tác hơn. So với cái tư tưởng ấy, là mình phải làm sao để mình hợp tác với người kia mà mình cùng chia lợi nhuận với nhau ấy. Mà một trong những cái mà mình thì cái kinh nghiệm về business của mình cũng ít thôi, nhưng mà mình cũng nhận thấy là khi mà hợp tác với nhau, nhất là người Việt với người Việt ấy, thì cái vấn đề mà về lợi nhuận hoặc là về mà cùng kinh doanh chung ấy, nó rất là khó. Nên cái câu chuyện đó thì ai làm thì cũng được, nhưng mà riêng cái câu chuyện về liên minh AI ở đây, khi mà ngồi cùng với nhau mà ngồi làm cùng với nhau ấy, thì tập trung như một vấn đề thôi, nó làm sao để công nghệ đó nó giải quyết được những cái bài toán khác, và mỗi bên có thể có cách để ứng dụng riêng cho mình ấy. Đó là thuần về cái HKT hiện tại, cái liên minh mà bên mình đang hợp tác. Vâng ạ, nếu mà được như thế thì rất là tốt, là các anh có thể chúng ta thì sau bên này có thể tạo ra một cái platform. Nhắc đến platform thì hiện tại ai cũng thấy một cái vấn đề là hiện tại ở Việt Nam các cái platform về du lịch hiện tại là chưa có, không có một cái platform thống nhất cho nhiều khi chỉ riêng một tỉnh thôi, chứ không phải nói chung là cả nước nữa. Thì để giải quyết cái vấn đề về platform đấy thì đã có một cái xu hướng mới là xu hướng Smart City. Cái xu hướng Smart City áp dụng ở các thành phố. Thì trong Smart City nó có một phần liên quan gọi là Smart Tourism. Thì nó lại tạo ra một cái xu hướng khác. Nên là do cái sự ra đời của tồn tại của quá nhiều công ty, quá nhiều tập đoàn làm về du lịch, thì nó vô hình chung nó lại tạo ra là quá nhiều platform và quá nhiều hướng tiếp cận về Smart Tourism. Thì theo đánh giá của anh thì khi mà có quá nhiều thứ như thế thì liệu nó là tốt hay là nó là không tốt? Thực ra thì theo mình nghĩ mà cái gì mà nhiều người mà vào mà làm ấy thì tất nhiên là nó sẽ tốt, vì có nhiều người quan tâm và muốn nó phát triển hơn. Nên cơ bản ở đây nếu mà muốn ứng dụng vào du lịch mà nhất là về, nhưng mà nó có một cái khía cạnh nữa, tức là cái việc này thì nó mang cái tầng là ở trên hơn một xíu. Nếu mà từ cái phía mà chính quyền ấy, mà phía chính quyền đã tạo được một cái khung sẵn trước đó rồi và quản lý được cái việc mà dữ liệu ấy, thì tất cả các stuff về du lịch chẳng hạn, AI chẳng hạn, người ta sẽ sử dụng theo cái khung chuẩn của chính quyền, sử dụng cái khung chuẩn từ các API đó nói về chính quyền ra ấy, thì mọi người ưng làm gì cũng được, nhưng mà vẫn phải theo chuẩn của tôi. Và các hệ thống về du lịch, người ta có thể tương tác với người dùng gì hôm đó không biết, nhưng mà tất cả các dữ liệu đó phải đẩy về lại trong cái khung về Smart City của thành phố. Thứ nhất là mình nói về du lịch thông minh thôi. Thì thực ra nếu mà chia sẻ một chút về thành phố thông minh ấy, thì hiện tại thì mình nghĩ thành phố thông minh hiện tại là mọi người nói quá nhiều ấy, nhưng mà thực ra mình nghĩ nó chỉ là một cái sứ mệnh thôi. Từ tất cả những cái thành phố nào trên thế giới này nó đều muốn thông minh hơn và tốt hơn cho người dân cả. Nên có rất là nhiều cách làm, không nhất thiết là phải chỉ công nghệ thôi. ba yếu tố trong đó về Smart City mà quan trọng nhất ấy, thứ nhất ấy là quy trình, đó là quy trình nó sẽ như thế nào, cái thứ process, thứ hai là people, là con người, cái thứ ba là mới là technology. Thì về các công nghệ mà của các công nghệ của các công ty startup mà làm về công nghệ mà bỏ vào trong Smart City nó chỉ chiếm 1/3 trong đó thôi, đúng không? Vì nếu mà mình làm công nghệ ra toàn bộ người dân mới không sử dụng thì ai mà dùng, đúng không? Cái thứ hai là những cái quy trình mà nó khác biệt so với các thể chế hiện tại thì cũng khó có thể tồn tại được. Đó là ba cái yếu tố nó hình thành. Và nếu
nếu xét chuyện ba yếu tố đó mà cái yếu tố công nghệ hiện tại rất là nhiều công ty nó đã làm rồi, nó đang muốn làm lên, thì mình nghĩ đó là một cái hiệu ứng tốt. Và còn hai yếu tố còn lại, nếu mà từ cái phía cái sản phẩm công nghệ đó mà nó giải quyết được cái bài toán là toàn bộ người dân nó vào nó dùng ấy, thì nó mới là nó sẽ nó là test thứ hai. Cái thứ ba nữa là nó phù hợp với lại các đảm bảo về các nguyên tắc về dữ liệu hoặc là các quy trình của thể chế hiện tại, thì mình nghĩ là nó sẽ là một trong những cái mà rất là lợi dành cho cái việc mà phát triển thành phố thông minh nói chung cũng như là du lịch thông minh nói riêng. Vâng, thực ra thời gian thì cũng không còn nhiều, thì tôi cũng gộp luôn hai cái câu hỏi cuối vào một để có thể hỏi anh là nhất là hiện tại thì theo như trên thị trường thì về ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho du lịch thì chatbot gần như là đang thống trị, có quá nhiều công ty làm về chatbot, thì theo anh thì là cái công nghệ nào tiếp theo, cái công nghệ nào và cái hình thái sản phẩm nào tiếp theo sau chatbot về trí tuệ nhân tạo có thể sẽ tiếp tục thống trị thị trường? Và thêm vào đó nữa là cái kế hoạch tiếp theo của NKT sau chatbot ở Đà Nẵng này sẽ là như thế nào? Anh có thể trả lời chung luôn. Thì thực ra thì theo mình thấy hiện tại sau cái chatbot ấy là các hệ thống về voicebot nó sẽ liên quan, bởi vì các mảng về dịch vụ ấy thì không chỉ là nhắn tin nữa mà nó phải là sự tương tác trực tiếp. Mình nói chung ở đây chatbot hay voicebot nó chỉ là cơ bản là human language thôi, nó là ngôn ngữ con người thôi. Ngôn ngữ con người thì có hai loại, một là giọng nói, hai là cái việc mà văn bản. Thì sau khi các hệ thống về chatbot là nó phù hợp với cái việc mà nhắn tin nhé, cái trào lưu nhắn tin để hỏi ấy, thì nó còn song song với đó thì các hệ thống voicebot thì mình nghĩ là chắc là trong năm này nó sẽ bắt đầu là sẽ phổ biến thông qua các hình thức là thông qua các vật cứng như là loa thông minh chẳng hạn. Thì khi mà ví dụ như chatbot hiện tại là đang với City, người ta chỉ dùng cho những các ứng dụng nhắn tin thôi, nhưng mà bây giờ với technology ấy, là chuyển đổi từ text to speech, nghĩa là chuyển đổi từ văn bản sang giọng nói, thì người ta không chỉ là tương tác với trực tiếp với lại cái con bot về chatbot bằng City đó bằng nhắn tin nữa, và bây giờ sẽ có một cái hình thù của chatbot đó ra ngoài luôn, và người ta sẽ tương tác trực tiếp vào. Ví dụ như người ta sẽ hỏi là ở quanh bot ơi gọi grab cho ta, hoặc là chatbot ơi ngày hôm nay như thế nào, đi bằng nào sẽ như thế nào, hoặc là cho mình số điện thoại support của trung tâm hỗ trợ du khách, người ta hỏi trực tiếp vào, bot sẽ hỏi trực tiếp ra, thì đó như thế thì nó sẽ tiện lợi hơn cho người dùng. Đó là mình nói về xu hướng sau khi mà chatbot người ta có đủ dữ liệu rồi, thì cái việc mà convert từ text to speech nó rất là đơn giản, và mình bỏ vào phần cứng ấy, là các hệ thống về loa thông minh ấy, thì nó có thể hỗ trợ được không chỉ là người dân du khách nữa mà các doanh nghiệp cũng tiện lợi hơn. Thì không thể một doanh nghiệp nào bây giờ mình nghĩ ra cơ bản cái này đâu, mình bỏ tiền tầm 8 triệu đi mình thuê một người nào có thể viết được 4-3 ngôn ngữ không? Ở Đà Nẵng thì ngồi nói tiếng Anh thì các du khách về tiếng Trung, tiếng Hàn ra, những cái câu đơn giản mình nói thôi, ví dụ người ta xuống người ta hỏi là cái sảnh ăn là chỗ nào, bắt wifi là gì, thì người ta không thể nào mà người ta hỏi cái bạn đó mà trả lời được. Bây giờ mình tích hợp vào cái hệ thống loa thì nó sẽ trả lời ngay lập tức, đó là những cái câu hỏi mà gọi là dạng simple, nó sẽ trả lời ngay lập tức. Mình nghĩ nó sẽ là trào lưu tiếp theo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong các hệ thống về du lịch. Còn về tầm nhìn về hay cái ấy, mà chuyên mảng về hỗ trợ liên quan tới các mảng hành chính công ấy, liên quan tới government ấy, thì thực ra thì sau các dự án về du lịch ấy, thì tụi mình cũng rất là may mắn khi mà được cơ quan ủy ban chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc là UNDP thì tài trợ cho một dự án tiếp theo ấy, là dự án về chatbot về hành chính công là trung tâm dịch vụ công 102. Thì nếu như mọi người hiểu được ấy, là các trung tâm hỗ trợ du khách ấy, là hỗ trợ du khách, thì trung tâm dịch vụ công là hỗ trợ người dân, thì sau khi hỗ trợ du khách ấy, thì mình có tham gia vào cái việc hỗ trợ người dân và được Liên Hợp Quốc tài trợ. Thì sau khi mà cái mô hình của Liên Hợp Quốc tài trợ vào ấy, thì người ta rất là mong muốn nhân rộng về cái hai hỗ trợ này, là hỗ trợ vào người dân và hỗ trợ vào du khách ấy, là nhân rộng qua các thành phố khác tại Việt Nam. Và trên cơ sở là tụi mình cũng rất là may mắn khi mà được chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc kêu vào làm đối tác khu vực tư nhân của châu Á Thái Bình Dương ấy. Thì tụi mình rất là mong muốn được mở rộng các giải pháp của mình, không chỉ là về du lịch hành chính công mà còn về thuế và y tế nữa, sang các thành phố khác tại Việt Nam và thị trường Đông Nam Á. Vâng, cảm ơn anh. Có còn thời gian không em? Có còn thời gian? Có thể 5 phút nữa. Có thể 5 phút nữa. Ok. Vậy thì như tôi được biết là sắp tới thì cái mô hình ở Đà Nẵng này bên công ty của anh sẽ tiếp tục
làm với các cái tỉnh khác, có thể là các tỉnh lân cận như là Quảng Nam hay là biết đâu đấy là Huế rồi là các tỉnh khác nhân rộng ra các tỉnh khác ở Việt Nam. Tại vì là thực sự ra mà nói thì tôi thấy là có một cái bài học thành công làm với sở du lịch này là một cái mô hình nó tương đối khó dựng ở Việt Nam. Tại vì là như anh nói là anh có may mắn là vì có sự hỗ trợ rất lớn của bên sở du lịch Đà Nẵng và họ có sự chuẩn bị tương đối là tốt về dữ liệu, nhưng mà không phải sở du lịch nào họ cũng có cái sự chuẩn bị tương đối chuẩn bị và sự hỗ trợ tốt như vậy. Nhưng từ cái bài học thành công từ Đà Nẵng này, khi anh đưa cái mô hình này ra thì nó đã có chuẩn rồi. Khi anh đã làm nhiều năm với Đà Nẵng, đã có những cái chuẩn về thiết kế cơ sở dữ liệu, đã có chuẩn về biểu mẫu nhập dữ liệu, ngay kể cả cái quy trình chuẩn bị dữ liệu cho những đầu vào của trí tuệ nhân tạo, sản phẩm trí tuệ nhân tạo của anh cũng đã có rồi. Thì trong tương lai gần thì là kế hoạch bên công ty anh có kế hoạch là nhân rộng cái mô hình thành công này ra các cái tỉnh khác, ra sở du lịch cho các tỉnh khác được không? Thực ra thì mình cũng không có giỏi về các mối quan hệ về phía chính quyền cũng như là về cái thiên hướng là kinh doanh lắm, nhưng mà cơ bản của một người mà làm về công nghệ thì mình mong muốn ấy, là về cái phía mà giải pháp của mình cung cấp ấy là được mang được nhiều giá trị hơn cho các lĩnh vực du lịch ở tại Việt Nam chứ không chỉ Đà Nẵng nữa, dựa trên những câu chuyện mà mình đã làm được tại Đà Nẵng. Thì tất nhiên là mình mong muốn là nhân rộng ở các tỉnh khác, nhưng mà cái kế hoạch mà để nhân rộng ra tỉnh khác thì chắc chắn là mình sẽ theo cái hướng là theo cái hướng chắc là cũng dựa trên may mắn thôi, dựa trên những cái việc mình làm và những cái tỉnh khác người ta quan tâm tới việc đó, và thực sự là những tỉnh đó là những cái tỉnh mà người ta muốn đổi mới và muốn thành phố mình thông minh hơn, thì người ta sẽ kiếm lên những cái đơn vị mà người ta đã làm rồi và tìm kiếm cái giải pháp đó rồi. Còn về kế hoạch triển khai thì thực ra thì mình cũng chia sẻ là mình cũng chưa có kế hoạch gì cả. Một trong những cái mà hồi trước thì mình làm ấy là mình cứ bất cứ chuyện gì mà mình đang làm trước mắt ấy mình cứ làm thật là tốt trước đã, rồi sau đó thì nó sẽ tự đi, không cần thiết là mình phải nghĩ cho quá nhiều và nghĩ kế hoạch như thế nào, phải qua các tỉnh như thế nào, hay là phải đi gặp tất cả các giám đốc sở du lịch của tất cả các tỉnh để đi và design như thế nào, nó cũng rất là khó. Mà cái câu chuyện mà làm việc của chính quyền thì không phải chính quyền nào nó cũng như Đà Nẵng, nó là chắc chắn, mà chưa chắc là những cái việc mà mình cấp tết các bạn nơi khác mình nó có quốc với nhau được hay không nữa. Nên thì thôi, tới mình vẫn giữ nguyên tắc là để mai tính, thấy không? Và cảm ơn anh. Tôi sẽ bàn thêm một cái vấn đề cuối cùng hơi khác một chút là bàn về vấn đề của du lịch Việt Nam. Vấn đề của du lịch Việt Nam thì có nhiều vấn đề mà mọi người ai cũng nói rồi. Nó là một cái vấn đề là du khách đến mà không quay lại. Tức là hầu như là nhà nước rồi là các cái tổ chức chính quyền rồi các công ty du lịch đều nhắm đến một cái vấn đề là làm sao để du khách quay lại. Du khách đến Việt Nam một lần nó người ta không muốn quay lại nữa, bỏ qua tất cả các cái yếu tố tiêu cực như là lừa đảo, trục giật rồi thông tin không chính xác này nọ, thì tôi nghĩ là những cái thứ đó thì ở nước nào cũng có thôi chứ không chỉ ở Việt Nam. Nhưng mà tôi nhìn thấy một cái thứ là ở Việt Nam là cái phong cách du lịch người ta nó chưa được cá nhân hóa nhiều. Tức là khi người ta quay lại lần hai, khi tôi đến Đà Nẵng lần thứ hai, thì tôi đã đi tất cả những cái thứ như lên TripAdvisor, lên tất cả những trang web du lịch người ta khuyên là nên đi chỗ này chỗ kia. Nhưng đến lần hai thì tôi quay lại tôi vẫn được khuyên đúng những chừng đấy. Tức là nó giống như cái văn hóa của người Việt Nam khi mà ăn một cái mâm cơm ấy, là ở Việt Nam là ăn cái là bày ra luôn 10 món, nhìn thấy luôn là 10 món, tức là mình biết mình ăn gì, chứ không phải là cứ như là cái văn hóa phương Tây là cứ mỗi đến đợt ăn người ta bày ra một món, mỗi đợt ăn người ta bày một món, nên là thành ra người ta thành ra cái cảm giác ngán, mới nhìn cái mâm cơm đã ngán rồi. Thì cái chuyện là cá nhân hóa cái phong cách du lịch rồi là hỗ trợ là thông tin cho du khách, tức là những cái du khách đến Việt Nam người ta yêu Việt Nam người ta sẽ bỏ nhiều tiền hơn thông qua một cái việc là người ta làm một cái thứ nó gọi là tay long net tour, tức là đến gặp một agent bảo đây tôi phong cách du lịch như này, tôi đi cùng gia đình có hai con nhỏ và bây giờ tôi muốn một cái phong cách du lịch đặc biệt cho tôi, thì là cái đấy nó phải trả giá một cái giá rất đắt. Nhưng hiện tại thì trên thế giới nó cũng đang có một xu hướng, bản thân họ tự phát triển một cái xu hướng như thế, tức là
một cái công cụ người ta lên, người ta có thể là nhập vào ngân sách của người ta, cấu hình đoàn của người ta, rồi là người ta có thể là được gợi ý những cái tour du lịch người ta có thể tự đi, người ta có thể mua, hoặc là người ta có thể tìm hướng dẫn viên du lịch cho cái tour đó. Thì theo anh là cái những cái framework mà hỗ trợ cho du khách, người ta có những người ta không có nhiều tiền nhưng mà người ta vẫn muốn là du lịch theo đúng cái sở thích của người ta, thì là những cái framework như thế liệu có thể kết hợp với cái sản phẩm hiện tại của anh hay không, và cái sản phẩm chatbot hiện tại của anh có thể cùng xây dựng lên cái platform cùng với những cái sản phẩm tương tự như vậy hay không? Thứ nhất thì là anh chia sẻ về cái việc là cái trải nghiệm của các du khách tại Việt Nam và cái tầm nhìn về du lịch ấy. Thực ra thì Đức cũng không biết trả lời câu hỏi nó như thế nào, bởi vì bắt đầu Đức là thuần về công nghệ, Đức cũng không có rõ về du lịch như thế nào để trả lời cái câu hỏi đó. Đức có thể trả lời chia sẻ thêm một cái người ở thế hệ này và là một du khách du lịch ở đây ấy, thì Đức có thể chia sẻ về cái chuyện đó. Thì bản thân của Đức ấy, thì Đức cảm nhận thấy là Đức mình thích mình tự làm tất cả mọi thứ hơn là so với liên hệ tour hay như thế nào đó. Là chính bản thân mình thích thế, mình có thể tự book máy bay, mình có thể tự book phòng này, mình có thể tự book Grab để đi, mình tự book này ăn, mình toàn bộ nó là trên cái nền tảng công nghệ cả. Thì chính trên một cái người dùng của Đức mà Đức có thể chia sẻ như thế này, thì những cái nền tảng như anh nói mà nó cá nhân hóa được cái hành trình của các du khách ấy, thì đúng đó chính là theo của mình thôi, thế hệ của mình thôi, thì mình nghĩ đó là đang là xu hướng, đó là cái mà rất là thích, thì từ đó mà suy ra thôi. Thì cái mà những cái mà xu hướng mà chính mình thích ấy, thì chắc chắn là những cái mà tất cả mọi người mà người ta cũng thuần là như thế. Và mọi người có thể nhìn một bài toán rộng hơn ấy, là tại vì mọi người thích làm tự làm hơn ấy, các thế hệ sau tự làm hơn, thì các step mà nó liên quan tới cái lĩnh vực mà về du lịch ấy, mà khiến cho người ta có thể tự đặt tour được ấy, hay tự lên hành trình, hay là những cái mà người ta có tự order tự làm được ấy, thì nó đang rất là phát triển. Ví dụ như Airbnb rồi những cái như booking hay các kiểu ấy, thì đó là cái mình thấy. Còn cái việc mà hợp tác giữa trí tuệ nhân tạo và những cái platform như của bên anh hoặc là những cái kia, thì Đức nghĩ ấy, thì cái việc mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thì có rất là nhiều mảng, nhưng mà riêng về cái mảng của Đức mà để hợp tác được thì Đức nói là hợp tác được. Bởi vì nguyên tắc của trí tuệ nhân tạo với Đức phát triển ấy, nó chỉ là một cái hệ thống để thay thế cho một nhân viên chăm sóc khách hàng và remarketing thôi. Có nghĩa là thay vì người ta đang có một lễ tân như thế, thì bây giờ mình cầm cái đó vào và cái hệ thống loa thông minh hoặc là dòng hệ thống voice, hệ thống message vào để nó thay thế một nhân viên đó, có thể chăm sóc được khách hàng của nhiều quốc gia hơn, rồi hỗ trợ được nhiều hơn, và sau này có thể là lấy được cái hành vi của người dùng trên đó, rồi mình có thể remarketing lại. Đó chính là một cái mảnh ghép của Đức để ghép vào trong cái hệ sinh thái mà du lịch hiện tại đang có. Thì Đức cảm thấy là nếu mà có những cái hợp tác như thế thì nó sẽ đỡ để mình làm nhiều thứ hơn ấy. Mình chỉ chuyên vào cái việc ấy, là làm sao để cho cái, nói chung là một ngày mà để mình nghĩ làm sao để con máy cái máy móc này nó hiểu được giọng người chính xác hơn một xíu, là nó đừng có, nó hiểu ngôn ngữ hơn một xíu, và cái ngôn ngữ vùng miền nó dễ hiểu hơn một xíu, thì Đức chỉ tập trung vào làm một việc đó thôi, để cho nó càng ngày nó càng giải quyết được bài toán đó thôi. Còn cái hệ tư tưởng về các nền tảng khác mà lớn hơn ấy, thì người khác làm, mình chỉ làm tập trung một cái đó thôi là được rồi. Cái thứ hai nữa ấy, là về dữ liệu của chỗ đó ấy, thì phải có những cái chuyên gia trong ngành du lịch vào và làm, còn mình chỉ là công nghệ xử lý giọng nói và xử lý về văn bản cho nó chính xác và chuyển tiếp được chính cái yêu cầu của một người khách du lịch tới trong bot đó, và con bot đó nó tự móc được một cái hệ tri thức mà gọi là chắc cũng là mấy trăm năm của ngành du lịch, mà một cái bạn support chuyên nghiệp ấy, thì ai nó sẽ phân tích ra, nó trả lời câu hỏi đó lại, hiện ra mình làm chính xác đó là được rồi. Thì đó là cái mà Đức chia sẻ, mà cái mà tụi Đức có thể giúp được một phần nhỏ, giúp cho cái việc mà du lịch tại Việt Nam nó tốt hơn. Cảm ơn anh Đức, có lẽ thời gian đã hết, cảm ơn anh đã chia sẻ những cái kinh nghiệm hết sức thực tế ở thị trường Đà Nẵng. Vâng ạ, xin chân trọng cảm ơn phần thảo luận cùng chuyên gia rất nhiều. Xin chân trọng cảm ơn anh Việt và anh Đức rất nhiều ạ.